Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Tại đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu nhà do Mark Home thiết kế để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị và các bạn. Những mẫu thiết kế này thì được thực hiện tại văn phòng của Mark Home. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các showroom để quý vị có thể tham quan theo dõi trực tiếp. Chúng tôi có các cơ sở trên khắp cả nước. Ở miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở miền Nam chúng tôi có địa chỉ từ 162 đến 164 Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì Mark Home còn đang xây dựng văn phòng mới tại Hà Tĩnh cũng như là Cần Thơ để thuận tiện hơn cho quý vị có địa chỉ tại miền Trung cũng như là các tỉnh miền Tây. Với quy trình thiết kế một bộ hồ sơ theo một cách chuyên nghiệp bài bản thì tất cả các nội dung trong bộ hồ sơ sẽ được phụ trách bởi các phòng ban khác nhau và theo một trình tự nhất định. Như quý vị đang thấy ở đây chính là các phòng ban đang thực hiện công việc chuyên môn của mình để làm sao có thể tạo ra một bản hồ sơ chuẩn chỉ nhất để gửi tới khách hàng như ở đây. Với mỗi bộ hồ sơ chuẩn chỉ như thế này thì chúng ta sẽ bao gồm quy trình hướng dẫn sử dụng như ở đây. Bên cạnh đó là các thông tin về khuyến mãi giảm giá của Mark Home. Tiếp theo sẽ là một bản dự toán, trong đây thì sẽ đầy đủ các thông tin về chất liệu, số lượng cũng như là giá thành để quý vị có thể nắm rõ được trong quá trình xây dựng. Và cuối cùng là hai bộ hồ sơ được in giống nhau để quý vị có thể sử dụng cũng như là lưu trữ. Sau khi nhận được một bộ hồ sơ thiết kế như thế này thì quý vị có thể ký hợp đồng để thi công trọn gói với Mark Home. Còn nếu như trong quá trình quý vị muốn tự thi công thì Mark Home cũng sẽ hỗ trợ 3 đến 5 lần giám sát để công trình của quý vị có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đi tới mẫu thiết kế của ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Mark Home sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình được thiết kế cho gia đình chủ hào có địa chỉ tại Vũ Thư, Thái Bình. Và công trình này đang được thiết kế theo lối phong cách, đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật nữa. Thì đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi. Ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi thì có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói.com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được những chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá để tri ân tới khách hàng. Ví dụ như hiện tại chúng tôi đang dành rất nhiều quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên khi ký hợp đồng thiết kế từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến ngày 23 tháng 2 năm 2024. Ví dụ như hiện tại chúng tôi đang có ngập tràn quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên khi ký hợp đồng thiết kế và thời gian diễn ra là từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến ngày 23 tháng 2 năm 2024, bao gồm là một gương LED cao cấp thương hiệu Mark Home, một bộ lịch Tết năm 2024, 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home và ngoài ra còn có voucher 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home nữa. Và ở đây tại các trang web này chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu nhà để quý vị có thể tham khảo và theo dõi một cách nhanh chóng, hiệu quả. Phía bên trên của chúng tôi thì cũng sẽ có những thanh công cụ để quý vị có thể tra khảo về những ngôi nhà một cách thuận tiện hơn, ví dụ như là những mẫu nhà đẹp hay là những dự án hoàn thiện để quý vị có thể tìm hiểu. Và ở đây chúng tôi sẽ có cập nhật những mẫu nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà vườn cấp 4 hay là những ngôi nhà mái Nhật, mái Thái, nhà phố hay là những biệt thự đẹp. Và có một cái điều đặc biệt của trang web này, đó chính là về phần kinh nghiệm cẩm năng xây nhà cũng như là phong thủy cũng đã được cập nhật trên trang web để quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn trong cái quá trình chúng ta thiết kế và thi công ngôi nhà của mình. Với số lượng người đăng ký lên tới 136.000 người, ở đây thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu nhà đẹp, những công trình mà đang hoàn thiện hoặc là đã hoàn thiện xong và đặc biệt là những quá trình mà thanh tra giám sát nữa để quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn trong quá trình chúng ta xây nhà. Và ở đây chúng tôi sẽ có nhiều kênh YouTube khác nhau, bao gồm một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Ngoài ra có các kênh YouTube vừa mới ra mắt, đó chính là kênh Lâu Đài Việt, kênh Min Home Nhà Giá Rẻ và kênh Kỹ Sư Trí Thanh, là để tập trung vào những cái nội dung chuyên sâu, ví dụ như là Lâu Đài Việt thì chúng tôi sẽ chia sẻ về những công trình đồ sộ, những công trình hoành tráng có trên đất nước Việt Nam. Còn đối với Min Home Nhà Giá Rẻ thì chúng tôi sẽ tập trung vào những ngôi nhà nào có một cái mức chi phí đầu tư nó hợp lý để quý vị có thể dễ dàng lựa chọn đầu tư cho công trình của mình. Ở đây thì còn có một kênh YouTube nữa là Kỹ Sư Trí Thanh, là sẽ cập nhật những cái quá trình mà đội ngũ kỹ sư chúng tôi về thanh tra, giám sát những công trình. Ngoài ra thì còn có kênh Kỹ Sư Trí Thanh là để cập nhật những cái nội dung mà chúng tôi về thanh tra, giám sát những công trình để giúp cho công trình chúng ta đảm bảo chất lượng theo đúng cái bản vẽ. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một kênh Facebook với tên fanpage, đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì chúng tôi cũng đã có số lượng 49.000 người lượt thích và 64.000 người theo dõi rồi. Và đối với kênh fanpage này thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những cái mẫu công trình mới, những cái mẫu thiết kế mới hay là tất cả những cái quá trình thi công công trình để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và thực tế nhất về những công trình mà chúng ta đang hoàn thiện. Ở đây thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên các đầu trang web, ví dụ như là 092 924 5555,
0927748888 hoặc 0924099999, hoặc quý vị cũng có thể nhấn vào phần nhận tư vấn làm nhà ở phía bên dưới màn hình, thì quý vị có thể điền họ và tên, số điện thoại, những cái hạng mục cần tư vấn vào đây để có thể nhận được những cái tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hiện tại thì Mark Home đang có trụ sở trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162 đến 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tại các tỉnh miền Trung thì chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên thì chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk. Tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Và tại các tỉnh miền Tây thì chúng tôi có địa chỉ tại số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Khi mà quý vị đến trực tiếp tại các trụ sở này thì quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp đâu mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Đây cũng chính là một cái thế mạnh của Mark Home khi mà chúng tôi có thể sản xuất và phân phối độc quyền những trang thiết bị vệ sinh cũng như là những nguồn cung vật liệu mà ở đây chúng tôi sẽ đảm bảo về cái chất lượng cũng như là về giá thành. Chắc chắn là sẽ rẻ hơn so với cái việc mà chúng ta ra ngoài cửa hàng chúng ta mua, bởi vì là tất cả những cái nguồn cung vật liệu này là quý vị sẽ được nhận từ trực tiếp nhà kho, nhà sản xuất, và chúng ta sẽ vận chuyển từ trực tiếp nhà máy đến công trình của quý vị luôn. Đó, thế là quý vị cũng sẽ được nhận cái giá của nhà máy sản xuất rồi. Chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều những cái chi phí để xây dựng một công trình, và chúng ta còn có thể đảm bảo rằng đây là tất cả những cái nguồn cung vật liệu chính hãng, không lo là hàng lậu, hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì để có thể nhận thấy được cái ngoại thất của công trình đẹp như thế nào thì sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi xem hết một lượt tất cả những cái góc cạnh ngoại thất của công trình nhé. Đây là về phía mặt bên của công trình này, chúng ta có thể nhận thấy từ cái việc mà bố trí những cái hệ thống cửa đi, cửa sổ và cả một cái không gian để có thể làm không gian giặt phơi ở đây nữa, rất là thoải mái và thông thoáng cho công trình. Đây là về phía mặt sau của công trình này. Đây là về hệ thống cổng vượt tường bao thì cũng đã được xây dựng theo đúng một cái tính chất, đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả là hệ mái Nhật, thì nó đã đảm bảo cái sự đồng nhất theo cái việc thiết kế rồi. Khi mà chúng ta nhìn vào ấy, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự tinh giản gọn nhẹ trong tổng thể công trình. Ở đây cũng sẽ có hai cái cột trụ hai bên khá là vuông vức này, và phía bên trên hai cột trụ thì chúng ta cũng sẽ có một cái hệ mái nó tương tự như là mái Nhật của tổng thể công trình vậy. Còn đây là vào ban đêm thì công trình rất là nổi bật, bởi vì là những cái mảng tường xung quanh nó đã được nâng lên, bởi vì là những cái mảng tường xung quanh đã được tôn thêm cái vẻ đẹp bằng những cái hệ thống đèn LED, đèn downlight chiếu sáng từ những cái phần mái Nhật đua ra xuống những cái mảng tường xung quanh của công trình. Và so với những cái không gian vào ban đêm xung quanh ý, thì công trình sẽ rất là nổi bật. Và hai màu sắc chủ đạo của công trình là chúng ta sẽ sử dụng là MH trắng cũng như là MH3567D. Nó sẽ thiên hướng về cái màu xanh và nó sẽ tương tự như là cái phần mái Nhật của chúng ta vậy. Thì cái việc này nó sẽ đảm bảo cái yếu tố ghi màu cho công trình, tức là với mỗi công trình chúng ta sẽ chỉ sử dụng từ 2 đến 3 màu sắc chủ đạo thôi. Cái việc này nó sẽ đảm bảo cái tính chuyên môn, và khi mà chúng ta sử dụng ngôi nhà trong khoảng thời gian dài ấy, thì chúng ta vẫn nhìn thấy một cái vẻ đẹp cuốn hút từ nó, sẽ không có cái cảm giác là bị chán mắt hay là bị rối mắt nếu như mà chúng ta tô lên quá nhiều những cái màu sắc cho công trình. Đối với nhiều công trình chúng ta sẽ thích sơn những cái mảng tường này là màu gam màu nóng, hay là những cái mảng tường khác là những cái gam màu khác, thì nó sẽ khiến cho công trình chúng ta nhìn nó bị rối mắt. Mặc dù là thoạt nhìn qua chúng ta sẽ cảm thấy khá là ấn tượng đấy, nhưng mà so với một cái phong cách hiện đại như thế này, chúng ta cứ tinh giản gọn nhẹ là nó cực kỳ ấn tượng rồi. Được rồi, cùng quay trở lại với cái sảnh chính của công trình. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích về những cái yếu tố được cấu thành nên một ngôi nhà thật là đẹp như thế này nhé. Như ở đây quý vị có thể nhìn thấy rằng là toàn bộ tổng thể công trình chúng ta, dù là mặt tiền hay là mặt bên hay là bất kể những cái phần nào của công trình, cũng sẽ không có cái cảm giác là bị trống trải, bởi vì là đã được thiết kế bố trí rất là chi tiết về những cái hệ thống ô cửa sổ hay là những cái đường chỉ âm tường chạy bao quanh công trình rồi. Đó, thì đây cũng chính là một cái điều đặc biệt của Mark Home, bởi vì là chúng tôi cố gắng thiết kế làm sao cho tất cả những cái mảng tường xung quanh của công trình chúng ta đều có một cái vẻ đẹp riêng, và hòa chung thì chúng ta sẽ có một cái vẻ đẹp tổng thể. Ở đây thì chúng ta đang sử dụng hệ mái Nhật nhé. Mái Nhật thì nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội hơn mái bằng. Thứ nhất là nó có thể hạn chế được cái sự tù đọng của nước mưa. Ví dụ như là ở đây
mái Nhật thì chúng ta sẽ có một cái độ dốc rất là hoàn hảo rồi, thì nó sẽ có thể dốc nước một cách nhanh chóng ngay sau khi mưa, và thậm chí là ngay sau khi mưa xong là mái nó đã bắt đầu hanh khô rồi. Còn đối với ngôi nhà hệ mái bằng chẳng hạn, thì nếu như mà chúng ta không làm những cái biện pháp chống thấm hay là có những cái độ dốc hay là thoát nước hiệu quả ấy, thì lâu dần nếu như mà vào những mùa mưa, nếu như mà mưa nó không thoát đi kịp thời thì nó sẽ khiến cho cái phần mái đổ trần bê tông của chúng ta sẽ bị thấm, bị dột, thậm chí là bị nứt vỡ nữa. Đó, thế nên là cái việc mà chúng ta xử lý những cái vấn đề chống thấm thì chúng ta làm những cái ngôi nhà hệ mái như này thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và đối với ngôi nhà hệ mái Nhật như này thì chúng ta sẽ có thể bố trí thêm những cái họa tiết trang trí rất là đẹp ở đây, giúp cho phần mái không bị trống trải. Ví dụ như ở công trình này chúng ta đang sử dụng thêm những cái chuồng chim giả. Như quý vị có thể nhìn thấy ở đây thì nó sẽ nằm ở trên những cái mảng mái lớn kết hợp với cả là những cái mảng mái nhỏ nữa. Tất cả đã tạo nên cái sự trùng điệp với nhau, giúp cho toàn bộ phần mái sẽ không có mảng nào bị trống trải cả. Giống như là những cái mảng mái mà ngày xưa cha ông chúng ta hay thiết kế, thường nó sẽ chỉ là một cái mảng mái rất là lớn để ốp lên phía trên công trình thôi. Nó sẽ không có một cái họa tiết hay là không có một cái sức hút nào cả dành cho cái phần mái của công trình, khiến cho chúng ta khi mà nhìn vào thì sẽ rất là bị nhàm mắt. Còn một cái ưu điểm thứ hai của công trình mái Nhật nữa thì nó là về cái việc mà cách nhiệt rất là hiệu quả. Khi mà ở giữa cái phần mái Nhật này với cả cái lớp đổ trần bê tông của tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái lớp không gian đệm để có thể cách nhiệt, đặc biệt là vào những cái mùa hè mà có ánh nắng gay gắt. Và đối với những cái công trình nào mà chúng ta xây dựng ở khu vực khí hậu thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như là miền Trung Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến cái vấn đề chống nóng rất nhiều. Khi mà làm hệ mái Nhật như thế này thì những cái nhiệt năng nó sẽ được lưu giữ ở giữa cái không gian này và nó sẽ không truyền tải xuống cái không gian sống phía bên dưới của chúng ta, giúp cho không gian sống của chúng ta nó mát mẻ hơn và cái cảm giác tinh thần nó sẽ dễ chịu và sảng khoái hơn rất là nhiều. Thì nhìn chung tất cả những cái ngôi nhà hệ mái như là nhà mái Nhật này, nhà mái Thái, nhà mái Massad đều có những cái ưu điểm vượt trội như vậy. Tuy nhiên thì xét về cái giá cả thì đối với ngôi nhà hệ mái Nhật nó lại có một cái chi phí đầu tư rẻ hơn so với hai loại mái còn lại, bởi vì là sẽ không cần phải đầu tư quá nhiều cho những vì kèo, mái ngói, hay là so với cái chi phí nhân công xây dựng thì mái Nhật lại có một cái chi phí rẻ hơn rất là nhiều. Và xét về cái sảnh chính của công trình ở đây thì chúng ta đang sử dụng cái hệ thống bậc tam cấp đi lên. Thì cái việc sử dụng hệ thống bậc tam cấp đi lên như thế này nó sẽ giúp cho công trình có thêm một cái chiều cao nó cân đối hơn so với cái việc là chúng ta xây dựng một công trình 2 tầng mà có mái Nhật như này. Và để có thể làm tốt hơn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng sang một cái loại hình khác, đó chính là bậc ngũ cấp nhé. Bậc ngũ cấp của chúng ta sẽ có 5 bậc, nó sẽ cao hơn ở đây 2 bậc. Tuy nhiên thì loại hình bậc nào đi chăng nữa thì nó sẽ vẫn đảm bảo cho phong thủy. Ví dụ như bậc tam cấp ở đây nó sẽ biểu trưng cho thiên địa và nhân, còn bậc ngũ cấp thì nó sẽ biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Và đối với cái việc đầu tư cho sảnh chính này, tôi đánh giá rằng là đang được thiết kế rất là chi tiết với hai hệ thống cột trụ hai bên rất là to lớn và vuông vức rồi. Và nó sẽ giúp cho công trình chúng ta nhìn nó đồ sộ, nó khỏe khoắn hơn, kết hợp với cả là những cái đường chỉ ấm cột nữa. Nó sẽ giúp cho hai cột này nó sẽ thêm điểm nhấn, không có cái cảm giác là bị trống trải trên những cái cột này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần mái phía bên trên sảnh, nó là một cái mái Nhật, nó tương tự với cả tổng thể công trình. Tôi đánh giá rằng là nó đã rất là hài hòa rồi giữa việc thiết kế sảnh chính với tổng thể công trình. Và ở đây thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến một cái yếu tố nữa, đó chính là về cái cửa chính, cửa đi ra vào của công trình, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống sinh hoạt của quý vị. Đây là cái nơi mà chúng ta sẽ đi ra đi vào hàng ngày mà, thậm chí là chúng ta còn có một cái công cụ gọi là thước lỗ ban để đo về cái kích thước của cửa làm sao cho nó rơi vào những cái cung tốt. Và cái công cụ này chúng tôi cũng đã cập nhật trên trang web để quý vị có thể vào để tham khảo và theo dõi một cách miễn phí luôn. Đó thì chúng ta nên tra để làm sao những cái kích thước chiều rộng, chiều cao của cửa nó rơi vào những cái cung tốt, giúp cho gia chủ đón nhận được những cái nguồn sinh khí, rồi là những cái vượng khí tài lộc. Ở đây thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái vật liệu sử dụng cho cái cửa chính nhé. Có rất nhiều những cái loại vật liệu để chúng ta lựa chọn, ví dụ như là cửa gỗ tự nhiên, cửa thép vân gỗ, cũng như là cửa nhôm hay là cửa thép kết hợp với kính cường lực nữa. Thì tất cả những cái loại cửa đó, những vật liệu đó chúng tôi đã cập nhật trên trang web rồi. Quý vị có thể thoải mái vào để tra khảo và tìm hiểu. Mỗi cái loại cửa nó sẽ đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau và nó cũng sẽ có một cái mức chi phí đầu tư khác nhau. Và tôi khuyên rằng quý vị nên đầu tư cho những cái hệ thống cửa là bằng cửa thép vân gỗ thì nó sẽ rất là thích hợp đối với những cái ngôi nhà vườn mà nó lại còn mang được những cái ưu điểm vượt trội so với cửa gỗ tự nhiên.
Được rồi, đó là về phần ngoại thất của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi tới tìm hiểu về hồ sơ thiết kế của công trình. Đối với tất cả những công trình mà do Mark Home thiết kế, chúng tôi sẽ đều đầy đủ thì các bản hồ sơ, từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ kiến trúc nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mục lục bản vẽ kiến trúc sẽ thể hiện những cái nội dung từ mặt bằng định vị công trình này, mặt bằng bắt trạch phong thủy, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng hay là những cái mặt cắt, mặt đứng, những cái chi tiết vệ sinh, cửa đi, cửa sổ, rồi là những cái chi tiết thang, lan can, tay vịn nữa. Thì với một cái công trình nhà mái Nhật 2 tầng như này thôi, nhưng mà với cái số lượng lên tới 48 trang vẽ thì tôi đánh giá rằng là nó đã rất chi tiết rồi, để giúp cho quá trình quý vị thi công chúng ta cũng sẽ đảm bảo cái chất lượng và nó sẽ chuẩn chỉ theo đúng cái bản vẽ. Và cái việc chúng ta đọc bản vẽ nó sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta có một cái mục lục như thế này. Ví dụ như là quý vị muốn xem một cái trang vẽ, ví dụ như là mặt bằng bố trí nội thất tầng 1 chẳng hạn, thì chúng ta có thể xác định nó nằm ở cái số thứ tự thứ tư. Từ đó chúng ta sẽ vào trang vẽ thứ tư, chúng ta tìm luôn. Đó thì nó sẽ rất là thuận tiện. Còn đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ là mặt bằng định vị công trình. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể xác định được cả cái hình dạng, cái vị trí kích thước của lô đất này, cũng như là cái vị trí của công trình được xây dựng trên nơi nào của lô đất. Ở đây thì chúng ta còn có thể xác định được cả hướng luôn nhé. Hướng thì chúng ta sẽ dựa vào một cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Cái hoa gió này sẽ luôn luôn chạy về cái hướng bắc. Từ đó chúng ta xác định những cái hướng còn lại. Ví dụ như là ngược xuống dưới chúng ta có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây. Ở công trình này thì chúng ta đang dựa vào cái sảnh chính. Sảnh chính này đang xuôi theo cái hướng là tây nam. Tây Nam là một trong những cái hướng mà tôi đánh giá khá là tốt theo những cái khí hậu và địa hình của Việt Nam. Tuy nhiên thì tốt hay không nó còn phụ thuộc vào tuổi của từng gia chủ nữa. Thì chúng ta sẽ dựa vào một cái trang vẽ tiếp theo, đó chính là mặt bằng bắt trạch phong thủy. Từ đây thì chúng ta sẽ có thể dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1960 để có thể xác định được những cái hướng tốt dành cho gia chủ. Ví dụ như là hướng Đông Bắc này là sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng Tây là thiên y thiên thời che chở, hướng Tây Bắc là diên niên mọi sự ổn định và hướng Tây Nam là phục vị được sự giúp đỡ. Chúng ta cũng có thể nhận thấy hướng Tây Nam là hướng của công trình luôn. Thế là có thể khẳng định đây là một cái công trình có cái hướng rất là tốt và phù hợp với gia chủ rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng nội thất của tầng 1. Thì có thể xác định được những cái công năng được bố trí phía bên trong như thế nào. Ở đây thì ngay sau khi bước qua sảnh chính thì chúng ta sẽ đến với một cái không gian đệm. Tôi đánh giá rằng cái việc thiết kế không gian đệm ở khu vực giữa nhà như thế này nó rất là tốt, bởi vì là nó làm cho không gian của chúng ta nhìn nó mở hơn rất là nhiều, mà lại còn có thể liên kết kết nối tất cả những cái không gian phía trong ngôi nhà lại với nhau. Ví dụ như là chúng ta quay sang bên phải này là sẽ có thể nhận thấy là khu vực phòng khách kết hợp với cả sảnh luôn là 26m2, bố trí một cái bộ bàn ghế nội thất, sofa và một cái kệ tivi nữa. Và quay sang bên trái là chúng ta sẽ đến với một cái khu vực phòng ăn kết hợp với phòng bếp. Phòng ăn thì có diện tích là 13m2, đặt được một cái bộ bàn ghế khá lớn lên tới 8 chỗ ngồi lận. Và phòng bếp của chúng ta thì 11,3m2, đã bố trí bàn bếp theo hình chữ L là bồn rửa và bếp nấu theo hai hướng khác nhau. Và cái việc mà bày trí những cái nội thất của phòng bếp cũng rất là tinh tế khi mà chúng ta thấy rằng nó đã theo một cái trình tự nhất định rồi. Ví dụ như là chúng ta sẽ lấy thực phẩm từ cái tủ lạnh này ra và chúng ta đưa qua cái bồn rửa, chúng ta sơ chế và tiếp theo chúng ta đưa ra bếp để chúng ta nấu nướng trước khi là chúng ta đưa ra bàn ăn. Đó thì nó đã thể hiện cái sự tinh tế của kiến trúc sư. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có sử dụng một cái khu vực nhà vệ sinh chung cho tầng 1. Ở đây thì không có vòi tắm sen mà chỉ có một cái lavabo thôi. Phía bên trong thì là một bồn cầu, hai người có thể sử dụng cùng một lúc luôn. Còn cái việc mà chúng ta cần tắm thì chúng ta sẽ sử dụng những không gian sinh hoạt riêng. Ví dụ như là nhà vệ sinh riêng ở đây với diện tích 3,4m2 thì chúng ta đã kết hợp với một cái phòng ngủ. Ở đây chúng ta sẽ có phòng ngủ 1 của tầng 1 có diện tích là 13,2m2, đầy đủ nội thất công năng này, từ một giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc trang điểm. Lên tới tầng 2 của chúng ta thì sẽ dành chủ yếu cái không gian cho khu vực phòng ngủ riêng tư. Ở đây thì có tới 3 phòng ngủ liền. Phòng ngủ 2 có diện tích là 13,5m2, phòng ngủ 3 là 15,5m2, còn có một nhà vệ sinh khép kín nữa. Phòng ngủ 4 có diện tích là 11,3m2. Cái điều đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh khép kín của phòng ngủ 3 này đã được thiết kế đồng trục với nhà vệ sinh khép kín của tầng 1. Đó thì cái việc chúng ta đi những cái đường điện, đường nước nó sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn trong quá trình xây dựng. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có sử dụng một cái không gian giữa ngôi nhà là một cái khu vực phòng tâm linh có diện tích là 10,8m2. Tôi đánh giá rằng là chúng ta đặt tại khu vực này rất là tốt rồi, bởi vì là nó nằm ở cái vị trí trung tâm của ngôi nhà. Ngoài ra nữa thì đây chính là một cái vị trí cao nhất thì nó sẽ đảm bảo rất là tốt cho phong thủy. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khu vực nhà vệ sinh chung cho tầng 2.
cũng đầy đủ những cái nội thất công năng từ lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Và đặc biệt là ngoài này chúng ta sẽ có một cái sân phơi diện tích là 10m2, rất là thoáng mát bởi vì là chúng ta đã vừa xem qua cái bản vẽ ngoại thất 3D rồi. Xung quanh chúng ta sẽ làm những cái rào chắn. Ở đây cũng sẽ kết hợp với cái máy giặt luôn để thuận tiện cho quá trình chúng ta giặt rồi phơi đồ. Và để có thể xem một cách dễ dàng hơn và trực quan sinh động hơn thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bản vẽ nội thất 3D nhé. Thì với cái bản vẽ nội thất 3D này chúng ta sẽ có thể nhận định được rằng là nó rất là đẹp và nó sinh động và có thể nhận thấy rằng là công trình sau khi mà hoàn tất xong và sử dụng những cái vật liệu như thế này thì công trình nó sẽ đẹp cỡ nào. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái loại sàn với kích thước là 80x80 này, với cái màu là màu sáng thì nó sẽ kết hợp rất là hài hòa và đồng nhất với cả là màu của những cái bộ bàn ghế sofa, màu của gạch thảm cũng là bộ bàn ghế ngồi ăn ở đây. Đó thì nhìn không gian của chúng ta nó sẽ sang trọng hơn. Cái công trình của chúng ta kể cả ngoại thất cả nội thất chúng ta cứ tối giản những cái màu sắc thôi là nó lại càng sang trọng. Ở đây thì khu vực bếp nấu cũng đang được thiết kế rất là hiện đại với những cái hệ thống cánh cửa tủ làm bằng cánh cửa trơn, không có những cái tay nắm, giúp cho không gian của chúng ta nhìn nó bớt rối mắt và nhìn nó còn sang trọng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái việc bố trí những cái màu sắc trong không gian phòng bếp quý vị cũng cần phải lưu ý rất là nhiều nhé. Cái việc mà chúng ta sử dụng những cái màu sắc cho hệ tủ bếp treo thì bao giờ nó cũng cần phải có một cái tông màu sáng hơn so với những cái hệ tủ bếp phía bên dưới thì nhìn cái không gian của chúng ta nhìn nó sẽ thuận mắt hơn, tránh cái tình trạng là chúng ta nhìn nó sẽ bị nặng nề. Thì thoạt nhìn ở đây chúng ta sẽ cảm nhận như là đang sử dụng rất là nhiều gỗ đúng không? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên trong khu vực phòng bếp này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái hơi nóng rồi là nước bắn trong quá trình chúng ta rửa sơ chế thực phẩm. Nó sẽ khiến cho gỗ nó bị cong vênh hay là mối mọt một khoảng thời gian lâu dài chúng ta sử dụng, là khi mở ra đóng vào nó sẽ có rất nhiều tiếng động. Thay vào đó chúng ta sử dụng những cái vật liệu nhân tạo như là thép vân gỗ, đó thì nó sẽ có một cái tuổi thọ cao hơn rất là nhiều. Đối với cái hệ thống bậc thang của công trình thì chúng ta đang sử dụng cái mặt bậc và cổ bậc làm bằng hai màu sắc khác nhau. Thậm chí là ở dưới cổ bậc chúng ta còn lắp thêm những cái hệ thống đèn led nữa để đảm bảo cái ánh sáng trong quá trình chúng ta di chuyển, tránh cái việc là chúng ta bị bức hụt hay là vấp ngã. Đến cái không gian tầng 2 thì chúng ta sẽ chủ yếu là sử dụng cho không gian phòng riêng. Nghĩa là tất cả những cái phòng ngủ của chúng ta đã sử dụng một cái vật liệu khác cho cái sàn. Ở đây chúng ta đang sử dụng là sàn gỗ. Thì nhìn cái không gian của chúng ta nó sẽ ấm áp hơn vào mùa đông. Còn vào mùa hè thì sẽ lại có cái cảm giác là mát mẻ hơn. Mà ngoài ra nhìn nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Cái ban thờ ở đây chúng ta đang được bố trí cũng rất là trang trọng với một cái ban thờ là bằng gỗ. Và ở cái cửa đi ra đi vào này, mặc dù là không có một cái cửa đóng vào hoàn toàn nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những cái vách ngăn là bằng gỗ cắt CNC thì nó sẽ đảm bảo tốt hơn cho phong thủy nhé. Phía bên trên và ở phía đằng sau lưng thì chúng ta cũng sẽ làm những cái vách lưng là bằng gỗ, nó sẽ giúp cho không gian phòng thờ nhìn trang trọng hơn mà cũng sẽ hạn chế những cái ảnh hưởng của khói nhang trong quá trình thờ cúng đến cái mảng tường đằng sau. Toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh chung rồi là nhà vệ sinh khép kín của công trình này chúng ta sẽ sử dụng một cái loại sàn là bằng sàn chống trơn. Và quý vị cần phải lưu ý khi mà chúng ta thi công đảm bảo về cái độ dốc rồi là hạ cốt làm sao cho nó hiệu quả và chuẩn chỉ theo bản vẽ thiết kế, tránh cái tình trạng là chúng ta sẽ bị tràn ngược nước ra phía bên ngoài hành lang đi thì nó sẽ rất là bẩn và nó còn gây trơn trượt nữa. Được rồi, cùng quay trở lại với bản vẽ của công trình thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao công trình nhé. Với trang vẽ mặt đứng trùng 1:4 này thì chúng ta sẽ xác định chiều cao tổng thể là 10,4m, trong đó chúng ta đầu tư 450mm cho hệ thống bậc tam cấp này, 3,9m cho tầng 1, 3,6m cho tầng 2 và phần mái nhật là 2,5m. Phía dưới là mặt cắt AA và mặt cắt BB cũng sẽ thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết. Với những cái số liệu được đo đạc rất là chính xác ở đây này thì sẽ giúp cho quý vị thi công cũng sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn. Khi mà người thợ xây đọc vào trong bản vẽ này cũng sẽ nắm rõ được những cái thông số giúp cho công trình của chúng ta đảm bảo chất lượng, cũng sẽ nắm rõ được những cái độ dày, độ dài hay là những cái vị trí của dầm sàn tường ở đâu. Ở phía dưới cũng là những cái chi tiết rất là cẩn thận, từ nhà vệ sinh này, hay là cầu thang, cửa đi, cửa sổ nữa. Ở đây cũng đang được ghi chú rất là cẩn thận rồi, từ những cái D là cửa đi này, hay là S là cửa sổ, hay là SV kép là những cái ô thoáng. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì từ đây chúng ta đã có thể xác định được những cái nội dung trong cái bản vẽ điện nước, có bao gồm là ký hiệu thiết bị điện này, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió này, mặt bằng bố trí ổ cắm internet này, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh này,
mặt bằng bố trí camera hay là mặt bằng chống sét tiếp địa, rồi là tất cả những cái mặt bằng chi tiết lắp đặt thiết bị nữa. Với cái sự chi tiết như thế thì nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉ hơn theo bản vẽ, và sẽ xác định được những cái đường điện âm tường hay là những cái vị trí đặt hệ thống điện nước ở đâu cho nó chuẩn chỉ. Và đặc biệt là sau này quý vị mà muốn lắp đặt thêm những cái hệ thống điện nước khác mà chúng ta lo rằng là bị khoan nhầm vào những cái đường điện cũ chúng ta đi ý, thì có thể mở lại những cái bản vẽ cũ này, chúng ta sẽ xác định được rất là dễ dàng. Tiếp theo là hạng mục kết cấu của công trình, thì ở đây chúng ta đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng là móng băng bê tông cốt thép. Ở đây thì chúng ta đã được lựa chọn móng băng thông qua quá trình là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để tham khảo xem là cái nền địa chính ở đó như thế nào, và nên sử dụng những cái biện pháp xử lý nền và móng ra làm sao cho nó phù hợp với cái chất lượng của công trình. Thì ở đây móng băng quý vị có thể hiểu đơn giản rằng là nó là một cái mục đặt độc lập hòa giao nhau theo các cái mối nối thành chữ thập như thế này. Cái mục đích chính của nó là để có thể chịu được những cái tải trọng của công trình. Ở đây thì chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của móng nhé. Phía dưới cũng rất là chi tiết về những cái kích thước của móng này, kể cả dầm sàn tường luôn. Và cuối cùng là về phần dự toán của công trình. Thì với một cái bộ công cụ chuyên nghiệp và chính xác thì chúng tôi đã bóc tách những cái hạng mục từ lớn tới nhỏ theo một cái bộ công cụ chuyên nghiệp nhất, để làm sao quý vị có thể chủ động về cái tình hình tài chính cũng như là trong cái quá trình thi công, quý vị cũng có thể chuẩn bị, cũng như là trong quá trình thi công quý vị cũng có thể quản lý một cách hiệu quả xem là những cái nguồn vật liệu đó đã được sử dụng theo đúng cái bản dự trù hay chưa, bởi vì chúng tôi sẽ có những cái hình ảnh minh họa rất là cụ thể ở đây rồi. Và chúng tôi cam kết rằng là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là toàn bộ sẽ không phát sinh, không nâng giá hay là không thay đổi chỉnh sửa gì về vật liệu cả. Thế nên là quý vị có thể yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành của công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình chú Hào có địa chỉ tại Vũ Thư, Thái Bình. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.